Tất cả mọi người, hôm nay thầy Trung sẽ nói tiếp cái bài nói về tướng số ha, nói về mũi ha, mũi trâu. Thì những cái phần trước thì thầy cũng đã nói nhiều về tướng mũi rồi ha, tướng mũi sư tử, thông thiên, rồi lỗ mũi hỉnh, lỗ mũi hướng thiên, lỗ mũi gọi là tâm loan, gọi là mũi gãy làm ba phút, ba khúc thì nó xấu ha, hoặc là mũi tê giác. Thì hôm nay thầy Trung nói về cái mũi mũi trâu. Thì mũi trâu thì thầy Trung cũng có thí dụ minh họa tướng của những người mũi trâu cũng là thành đạt. Thì những người có tướng mũi trâu thì đại diện những mũi trâu là giống như là lỗ mũi, giống như là giáo sư mà tiến sĩ Trần Văn Khê ha. Thì chúng ta thấy đó, ổng là thì cũng là đúng là mũi trâu ha. Đó thì chúng ta đã biết, thì ổng cũng đã qua đời, giáo sư đã qua đời, tướng cũng rất là tốt ha. Và bây giờ thì Phạm Nhật Vượng là cũng là thuộc về tướng mũi trâu ha. Ở trên nó bự, ở dưới nó nở ra ha, từ ở trên bắt đầu nó nhỏ, nó nở ra, nó bè ra ha, nhưng mà nó kín chứ này nó không phải là hỉnh. Thì những người mười một cái mũi trâu thì nó bự ra ha, nó xè ra vậy ha, nó xè ra, nó cúp xuống gì nó bự lên ha, nó hơi ná ná, giống như nó qua giống như không biết mũi lân nè, mũi lân nó dựng lên ha. Mũi trâu thì nó dài bè trải xuống. Thì về tướng gì là mũi trâu chỉ là thua 9-10 với là lỗ mũi gọi là mặt trái, gọi là mặt treo ha, như là cái mặt mà treo xuống tròn giống như một cái giọt nước vậy ha. Thì nó gọi là 9-10 ngang ngửa với lại là 9-10 với là mũi mũi mặt mặt treo ha, mặt treo. Thì về nói về là mũi trâu thì đương nhiên ha, thì quá tốt rồi ha. Mà đặc biệt cái là mũi trâu này á thì phải kết hợp với đôi cái lưỡng quyền, cái lưỡng quyền đặc biệt là nó phải nhô lên nha, nó phải có hai cái cục này. Đàn ông thì đặc biệt phải có hai cái lưỡng quyền ha. Đàn ông mà không có lưỡng quyền là thua ha, là không thể nào làm quan được. Không lưỡng quyền thì tại sao là mình nói người ta không có nghe, đi làm quan thì không được, không có uy quyền. Nó đàn bà có lưỡng quyền thì nó xấu, nhưng mà đàn ông đặc biệt phải có lưỡng quyền. Đàn bà lưỡng quyền thì nó hơi gọi là sát phu, giỏi quá thì nắm quyền chồng, nắm quyền chồng thì người ta nói là sát phu. Còn đàn ông mà không có lưỡng quyền thì nó hơi bị thất thế làm quan. Thì như đối với thầy Trung đây ha, hai cái lưỡng quyền này nó cũng không được đầy ha. Đó, tướng mũi thì nó tốt, nhưng mà hai cái này thì thất thế là do là hai cái lưỡng quyền nó không có được đầy. Thì theo về cái môn tử vi á, những người mà có cái lưỡng quyền đó là có sao quá quyền. Thì mấy người có quá quyền là cái sao, là người sao, là người ta thích quy quyền, người ta thích nắm quyền, người ta thích sinh quyền, người ta thích ra lệnh, người ta thích chỉ trỏ, người ta không chịu gọi là dưới một ai hết. Nó thì bởi người đi làm quan phải có quá quyền thì người ta mới thăng tiến lên được địa vị cao. Nó về cái tử vi tướng số là vậy. Với thầy Trung ngày xưa thì thầy Trung cũng đã thì học, thì nói chung là không cũng thì cũng không dám thầy khoe làm gì ha. Thì bằng cấp thì nó cũng là cao ha, nhưng mà rút cuộc ha thì cái tướng số của mình nó đi làm quan thì bây giờ làm thì vẫn được ha, nhưng mà thăng tiến thì nó không có lên. Nó khổ là như vậy ha. Bởi con người á, những người ta làm sao cái việc học họ cũng không cao lắm ha, nhưng mà đôi lúc khi bây giờ thấy những cái chức vị họ cũng được đề bạt lên cao ha. Thì đàn ông đặc biệt là phải có hai cái lưỡng quyền ha. Đó chứ tướng mà tốt cỡ nào mà không có hai cái lưỡng quyền thì triều về là thua ha. Đối với là mũi trâu, mũi lân, mũi gì là loại gì về tướng số ha. Còn đối với cái mũi mà dọc dừa ha, thì đối với phụ nữ thì nó tốt ha. Là mũi sang, lấy chồng giàu, tướng là sang được quý khách. Còn đối với đàn ông mũi dọc dừa thì nó phá cách đây, là không phải nói gì, nó cũng phải không phải xấu, nhưng nó đẹp, nhưng mà chỉ làm đi diễn viên điện ảnh được sang, khi được lấy vợ giàu nó. Nhưng mà thường thường mấy cái người mà có cái mũi dục dừa đi với cái không bao giờ có lưỡng quyền được. Cái mũi dục dừa đi với khuôn mặt thon thoảng giống như mặt vi lai ha, thì nó không có cái không có hai cái này ha, thì mấy cái không có hai cái lưỡng quyền hai bên, thì thường thường mấy người đó là thường được lấy vợ giàu thôi. Thì thường thường mấy người mà lấy vợ giàu thì cũng là sống nhờ vợ ha. Thì cái câu ta nói giống như gọi là sống bên giặt áo đàn bà, mình không có quy quyền gì hết. Thì ở
ở ở showbiz thì nó cũng rất là nhiều câu chuyện đó, thì ta cũng đã thấy. Thì đôi mũi dục dừa thì đại diện cho con đàn bà nó tốt, đôi mũi dục dừa mà đối với nam là không tốt, nó chỉ được sang thôi ha, nó sang đây là chỉ giống như là đẹp, lấy được vợ giàu, sống sống nhà vợ, đó là cái đôi mũi đẹp. Thì về cái lỗ mũi là mũi trâu thì thầy nói là cũng về về cái tướng số là cái lỗ mũi trâu là như vậy ha. Còn cái lỗ mũi mà thầy nói về cái lỗ mũi thì lỗ mũi thông thiên, thầy đã nói là cái thủ thông thiên, thì trong tất cả những cái mũi mũi thông thiên là nó thuộc là mũi gọi là cực kỳ quý hiếm ha. Thì những cái mũi thông thiên thì nó ngày xưa người ta ghép giống như là tưởng với thạch, là lỗ mũi cũng thông thiên, giống như là Putin, tổng thống Putin là cái lỗ mũi cũng na ná, gọi là giống giống lỗ mũi thông thiên, giống như lỗ mũi của tưởng với thạch ha. Putin là cái mũi vậy đó ha, thon gọn nó dài, nhưng mà có tính chất nó cái đầu lỗ mũi nó hơi giống mũi dục dừa, nhưng mà không phải ha, mà là mũi thông thiên. Thì cái mũi đó về lãnh đạo thì họ có chức vị họ rất là cao ha, họ toàn quyền quyết định, là họ là một cái giống nó thẳng thẳng từ trên, lỗ mũi là nó đi gọi là nó thẳng xuống ha, là thông thiên. Còn lỗ mũi dục dừa thì nó có độ cong ha, ngay chỗ cái xương căn nó cong, nó có cong, thì là lỗ mũi dục dừa, mũi thông thiên. Thì lỗ mũi gọi là cũng là cực hiếm ha, cực hiếm. Nói về lãnh đạo là lỗ mũi thông thiên thì vô cùng gọi là quý ha, lãnh đạo. Còn nói về cái thầy nói là mũi dừa, mũi đó là mũi gì, mũi phú tướng ha, mà phú tướng thì cuộc đời người ta đối với cái mũi trâu thì người ta hưởng được gọi là phú quý song toàn ha, phú quý song toàn. Tuổi trẻ thì dù người ta có gặp cái hoàn cảnh khó khăn, gặp với những cái gì mà nó thất bại ha, nhưng mà họ cũng ý chí họ rất là bền vững ha, họ cũng phấn đấu thì họ cũng trở lại cái vị trí gọi là địa vị cao trong xã hội ha. Giàu thì cũng giống như gọi là ít nhất thì cũng đức chích đổ tường ha. Đó là đối với mũi trâu. Mình mũi trâu thì đặc biệt phải kết hợp với cái có hai cái lưỡng quyền hai bên ha, hai lưỡng quyền rắn đường phải rộng, miệng thì nó cũng được, thì ngũ nhạc nó phải tương đối phải đầy đặn. Chứ mà lỗ mũi trâu mà không có lưỡng quyền rắn đường bị che lấp nha ha, rồi miệng thì nó cũng không gọi là môi trên môi dưới nó không đều nhau ha, rồi răng nó không đẹp nữa thì đương nhiên là nó bị hỏng. Chứ đừng có nhầm người đó, trời ơi thầy ơi, tôi cũng có cái mũi trâu đây mà sao tôi nghèo quá. Mũi trâu là phải kết hợp với ngũ nhạc, nó cân phân ha, nó là như vậy. Thì thường cái những cái tướng về cái mũi của cái người phương Đông thì nó khác với mũi người phương Tây ha. Mình không có nó Đông Tây, cái người phương Tây là lo cái khuôn mặt của người ta mắt sâu, là mũi cao, mặt nó thoảng, chứ người phương Tây đâu có ít ai mặt tròn không, cái giống người của người ta là người ta xem khác đó. Nhưng mà đối với người phương Tây hay gì nó lỗ mũi người ta đã thẳng như vậy, thì lỗ mũi mà thí dụ như mà giờ mà tướng từ trên Tam Đình hay là gọi là mà nó không được cân bằng miệng môi này nọ, thần khí nó không có thì cũng vẫn nghèo hơn, coi khác coi riêng hắn vẫn có bình thường đó. Nhưng mình cái Á Đông mình là khuôn mặt mình nó tròn nước da vàng ha, thì nó khác, mình có coi khác, nó tướng về phương Đông tướng phương Tây, chứ không phải mình nhầm người, cái mình đem cái hợp cái giữa giữa cái thầy ơi lỗ mũi người ta bên bản người ta như vậy nó cao nó cũng nó dày sọc như vậy không có, mình sao ta vẫn già, không phải coi vậy á, mỗi người nó khác nhau. Nhưng mà ta đứng cái khẩu hình của người ta, thí dụ như nó thuộc về hình gọi là hình mộc, hình thủy, hình quả, hình thổ, nó đúng cách thì họ người ta vẫn phát ha. Thì thầy nói những cái người mà ngũ lộ ngũ trường ngũ đoạn đó, nó cũng nhiều cách đó. Tướng nhỏ con lùn mà lực đó, nó cũng vậy đó, cao đó, thì là những người ta vẫn hưởng. Thì đó thầy nói về cái lỗ mũi trâu. Thì thường thường mà cái đi làm quan á, thì người ta quan trọng nhất á, là trán thì nó phải tương đối gọi là, thì khỏi nói phải, trán nó phải cao, ấn đường phải rộng, mũi phải kính, lưỡng quyền nó phải trầu trầu về, phải có hai bên đây đó, rồi tai phải dày, triều dì miệng. Rồi thứ hai nữa đặc biệt là cái càm, cái địa cát ở đây thì nó phải tương đối nó cân bằng ha. Những người mà cái trán quá đẹp mũi này nó dẫn việc, nhưng mà cái càm nó bị trớt, nó bị hãm, nó bị tuột vô đây.
thì là không được á. Thì nói giống như là cái càm của chồng của con Lâm Vĩ Dạ đó, nó thì nó để râu ở đây để làm chi, để che bớt cái càm á nó, thì người ta cũng chỉ tướng số những người để cách cái càm mình nó tuột vô đây, nó mớp vô đây ha, là không được, là nó bị hỏng đó, là trán cũng được mà lườn mũi thì cũng được hết, mà cái càm lúc đó mà nó tuột luôn là cái hậu vận mình nó nghèo hơn. À, bước qua đó từ từ cái hạng mà gọi là 60 mấy 70 tuổi hơn. À, lúc đó là nghèo hơn. À, cái tuổi già mình hậu vận mình khổ đó, nói như cái càm á thì giống như gọi là hữu thiên mà vô địa ha, hữu thiên vô địa thì mình tùy theo cái khuôn mặt đó, thì mình cảm thấy mà nó cân phân ha, trán rồi giữa ở miệng thì ta thấy cái khúc nào mà nó đẹp đó, thì cái vận mình đi nó tốt. Nó nhầm người đó, thì cái trán tuổi nhỏ thì họ bị xấu, bị thấp, bị dặn dẹo gì đó, nhưng mà được họ cái càm họ thì nói chung là đẹp đó, sáng nảy nở đó, thì người ta cái hậu vận người ta vẫn phát đó, ta phát về tuổi già đó. Còn những người mà cái trán thì nó quá đẹp đó, đường này nọ là không chê đó, thì tuổi nhỏ gọi ta sanh ra là con nhà quyền quý chỉ biết hưởng thụ, rồi cái qua cái trung niên bắt đầu cái tuổi già bắt đầu cái là khổ, giống như ông Trịnh Nhân Quyết vậy đó ha. À, tỷ phú ha. À, tỷ phú ảo là vậy đó. Cái trán mấy người mà nảy nở quá là họ đầu óc họ suy nghĩ gọi là cao siêu lắm ha. Thì những người cái trán rộng thì họ nghĩ một cái gì đó ha, thì nó xa vời lắm, nhưng mà cái càm mà nó không tương đối, nó cân phân lại thì sao, nó hơi bị viển vông, nó thái quá thì nó đi xa thực tế thì thất bại, đó là như vậy. Còn những cái người mà cái trán thì hẹp mà cái càm thì nó to quá, giống như phim hoạt hình vậy đó, thì nghĩ thực tế quá ha, cục bộ quá thì đâm ra nó làm sao, à, nó mất tình cảm, thì nó chỉ phát triển cái dạng gọi là trung bình là vừa thôi, tại vì họ nghĩ thực tế, họ không có nghĩ một cái gì xa, thì họ chỉ phát triển trong vấn đề mà gọi là ở một khu vực, ở một địa phương thì họ rất là tốt, thì họ thí dụ như là giàu ở tiếng, có một tiếng ở ở địa phương nào thôi, nhưng mà đi xa thì họ không có cái ý tưởng gọi là khuếch trương rộng ha, nó là như vậy. Đó, thì thường thường một cái tướng số là nó như vậy. Thứ hai là kết hợp với lại cái tiếng nói ha. Một người mà đi làm quan mà tướng nó rất là tốt, nhiều người tướng rất là tốt, không chê vào đâu được, nhưng mà cái tiếng nói nó bị lai, à, nó không thuần ha, nó không thuần. Nhưng mà làm quan thì phải ít nhất phải trong giọng phải cái chất, nó phải có chất kim ha, thổ pha kim. À, đặc biệt là trường là thổ pha kim, là những cái người trong cái lời nói người ta không cần bi trô, ví dụ mình nói mình cần cái bi trô nhưng mà họ nói những cái giọng họ gian, thì thầy chung thì đúc kết những kinh nghiệm, những người mà làm từ tới là chức mà tự như là thủ tướng, chủ tịch nước, thì đặc biệt họ trong cái lời nói họ có âm gian ha, gian gian là tiếng họ nó gian giống như cái echo ở trong đó vậy đó ha. Đó là những người đó, đặc biệt là họ chức gì họ lên cao, chứ đừng có cái tướng rất cực kỳ đẹp mà cái tiếng không gian, là đặc biệt không bao giờ địa vị lên cao, thì chung cam đoan đó, bí quyết về cái tướng số về cái tướng đó. Đó, dù cái tướng đi á nó không được sang ha, tướng đi nó hèn đi, à, nhưng mà không bằng bằng cái tiếng nói. À, cái tiếng nói thì mình nó là cái quy lực của mình ra, lục phủ ngũ tạng mình ra, à, trong cái khí chất của con người mình ra thì nó từ tiếng nói. Thì có những người giống giống thì mình nói ha, thì ở Việt Nam mình thì nhiều người cũng có cái tướng xấu đó ha, tướng đi ta nói thì nó cũng hơi thấp hèn ha, nhưng mà địa vị cũng lên cao ha, đó, Việt Nam mình nói vậy đó ha. Đó, chứ không phải mà tướng mà co mà trấn áp giống như gọi là ông Trump, Donald Trump, tướng Donald Trump giống như là một con sư tử đực chứ, còn Tập Cận Bình là giống như là một sư tử cái ha. Thì hai cái trường phái khác nhau, Donald Trump là sư tử đực, còn Tập Cận Bình là sư tử cái, khuôn mặt sư tử, họ địa vị chức vị họ rất là cao. Thì chúng ta nhìn kỹ đi ha, Tập Cận Bình là mặt cũng là sư tử cái thì đương nhiên sư tử thì nó phải là đương nhiên là nó phải dữ rồi ha, nhưng mà nó nét ẩn tàng ở trong ha, à, họ dùng nhu ha, họ không phải dùng cương, à, giống như gọi là Donald Trump ha, thì họ cái vẻ họ là hào phóng và mạnh mẽ bên ngoài ha, thì dùng cái quyền lực để áp đặt ha, tướng ổng rất là oai phong ha, so với Tập Cận Bình thì ổng là oai phong hơn nhiều hơn, là như như vậy.
Thì chung cũng hôm nay nói về cái tướng số, về cái lỗ mũi trâu ha, à, lỗ mũi trâu. À, thì ai mà có được lỗ mũi trâu thì chung chúc mừng, nhưng mà phải kết hợp với lại lưỡng quyền nha, hai cái lưỡng quyền nó phải trâu về, nó ấn đường phải rộng, rồi cái môi miệng là càm nữa. À, chứ đừng có nói thầy ơi, à, tôi có lỗ mũi trâu ở đây nè mà sao thấy tôi nghèo không có giàu ha. Lỗ mũi trâu phải có hạ lưỡng quyền, nhất là đàn ông nha, đàn ông phải có lưỡng quyền. Mình dạy dầm kỹ đi, đàn ông có lưỡng quyền là sao, là mình bị thất thế ha. Thất thế thì đừng, thầy khuyên nếu mình không có lưỡng quyền thì mình đi làm quan thì nó khó mà địa vị lên cao, tại vì cái lưỡng quyền là theo về cái môn tử vi là sao, có sao quá quyền, sao quá quyền là quyền hành, mình không có quá quyền thì giờ mình gọi là, ta nói là hữu danh mà vô thực, có tiếng mà cũng không có miếng, không làm được gì địa vị lên cao, giống như là chính phủ bù dình, giống lên giờ chủ tịch nước hay chủ gì nữa thì cũng như chức vị đại bạc là vậy thôi, chứ không quyền hành gì hết. Những người mà mạng có quá quyền, mạnh quá quyền thì đương nhiên là họ, người ta đặc biệt họ thích, họ thích quy quyền, họ phấn đấu gì lắm, họ lúc nào cũng muốn đứng đầu, không có quyền sinh sát, họ chỉ không thích ai chỉ quyền mình, thì đương nhiên họ thích như vậy, họ phấn đấu thì họ mới lên. Có những người không thích đi làm quan, ai đưa thì tôi lên ai gì nữa, nhưng mà tôi không có. Còn cái này họ đôi lúc khi những cái họ tìm mọi cách đó, họ lại leo lên một cái vị trí đứng đầu, đó là đối với người sống quyền. Thì đặc biệt những ngũ quyền thì phải là có hai cục thịt này. Thì đặc biệt thì những người mà ai có hai cục thịt, cái có hai cái râu ha, nó hai cái râu này, hai cái râu này, cái cục thịt này nó nhô lên, nó hai cái râu này ha, là hai pháp lệnh nè. Thì người đàn bà thì ta sợ lắm, hai cái râu này hô già, nhưng mà thực sự những người có cái râu hai bên đây á, bên đây là cái cục thịt này lên nữa, là cái có cái pháp lệnh ha, đó là tốt nha, đó là tốt đó. Tốt về tướng đó, ta thấy trong cái hình đó, đó là tốt. Nhưng mà về người phụ nữ ta sợ lắm, hai cái râu đó làm cho mình có cái nếp nhăn già đó, thì ta cần đẹp những người phải đi căng, nó kéo ra cho nó thẳng cho đẹp đó, nhưng thật sự ra là nó cũng làm cho cái tướng mình nó xấu đi đó. Thì chung xin chào và hẹn gặp lại bài nói chuyện lần sau về tiếp, lần về những cái mũi mà gọi là tiếp theo ha. Mũi thì nó rất là nhiều dạng mũi, tướng về khuôn mặt, tướng đi nữa, thì nói về cái tướng đi của người, người có nhiều cái tướng đi, nó rất quan trọng, tướng đi nó làm cho mình, nó là nó thủ cho cái mạng mình. Những người thì Việt Nam mình thì không, cũng không tiện nói ra, thì những người gọi là chức vị cao nhưng mà cái tướng nó không được 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 sang, tướng đi nó cũng không được đẹp, nó làm cho mình nó ra làm giống như mình ta nói, giống như là hơi cũng như trò hề cho thiên hạ. Rồi thì chung xin chào và hẹn gặp lại bài nói lần sau về tướng đi.